Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách đấu power bơm tự động. Đây tôi có cái phao như thế này. Tôi sẽ đấu dây vào hai cực A1 và A2. Và đây phao là tôi đã thắt đây. Nếu các bạn muốn nước bơm đầy tới mức nào thì các bạn thắt cái phao trên đây. Đây, sau này nước sẽ bơm đẩy đến mép đây, và cái mức nước thấp, khi mà nước đến cái mực nước này thì máy bơm sẽ tự động bơm vào cuối đây. Nếu các bạn muốn nước xuống sâu xuống như đây, hết đến chỗ này thì máy bơm, thì các bạn tắt cái phao này sâu xuống, khi mà nước đẩy hai phao nổi lên thì ra đây sẽ nhảy, sẽ cắt điện. Ở khi mà nước hết thì hai phao này sẽ đóng thơ le lại và máy bơm sẽ cấp nước lên. Như vậy là tôi đã định vị cái thơ le lên bình. Đây, đã lắp rơ le lên bình. Bây giờ tôi sẽ đấu dây. Dây lửa từ dưới đi lên tôi sẽ cấp vào cực A1. Và dây trắng đây là A2. Sau khi rơ le đóng điện thì dây trắng sẽ cấp điện đi xuống dưới ổ cắm và cấp điện cho máy bơm. Tôi đã đấu dây điện cho phao, bây giờ chỉ cần đấu ở dưới ổ nữa là xong. Để lắp ổ cắm cho máy bơm có phao tự động cần phải mua cái ổ rời. Các bạn cần phải mua cái ổ cắm rời về để đấu. Đây, những cái ổ cắm rời như này đây. Đây là hai dây từ trên phao điện xuống nhé các bạn nhé. Một đầu dây tôi sẽ đấu trực tiếp, đấu thẳng vào trong cái ổ cắm đây. Một đầu dây trắng từ trên phao điện chạy xuống, tôi sẽ đấu thẳng vào một cực của ổ cắm. Dây vàng và dây xanh là dây nguồn. Đây là nguồn điện. Tôi sẽ cấp trực tiếp vào ổ. Dây vàng là dây lửa nha các bạn nhé. Dây đỏ từ phao điện trên bình xuống. Đây. Dây đỏ từ trên phao điện xuống, tôi sẽ đấu vào dây lửa cùng nguồn. Đây, dây xanh là dây mát cùng nguồn. Tôi sẽ đấu để cấp dây trung tính cho ổ cắm. Cấp dây mát cho ổ cắm.
Dây nguồn màu xanh đây, tôi sẽ cấp cho cực còn lại của ổ cắm phao điện, phao tự động. Như vậy là cái phần đấu ổ cắm cho phao bơm tự động tôi đã đấu xong. Đây, trên cái mặt ổ cắm này là tôi có bố trí ba ổ, hai ổ cắm màu đen đây, hai ổ cắm màu đen đây là điện luôn luôn cấp cho hai ổ này, và một ổ cắm màu trắng đây là dành riêng cho phao bơm tự động. Dây đỏ và dây trắng là hai dây từ phao bơm tự động đi xuống dưới đây. Một đầu của dây đỏ tôi sẽ đấu vào dây lửa của nguồn, còn đầu còn lại từ trên phao bơm tự động xuống là dây màu trắng, tôi sẽ đấu vào một cực của ổ cắm màu trắng đây. Sau này nó sẽ cấp điện lửa, còn cực còn lại của ổ cắm phao bơm tự động tôi sẽ đấu vào dây nguồn màu xanh đây. Đây là dây lạnh nhé, dây mát. Đây, đây là hai ổ cắm. Khi đấu như này thì ta có thể rút ổ cắm từ máy bơm, từ phao bơm tự động để bơm tự do bất cứ lúc nào ở hai ổ cắm này. Dây màu xanh là dây nguồn lạnh. Tôi sẽ đấu cho ba cực của ba ổ cắm, ba chân của ba ổ cắm được cấp điện mát, và dây màu vàng của nguồn tôi cũng tiếp tục cấp cho hai cực còn lại của hai ổ cắm đây, cấp nguồn nóng ấy, cấp dây nóng ấy. Và đây là dây đỏ từ phao bơm tự động đi xuống, tôi sẽ đấu vào dây lửa của nguồn đây, màu vàng. Dây lửa của nguồn là màu vàng. Còn dây trắng từ trên phao điện chạy xuống, tôi sẽ đấu vào một cực của ổ cắm màu trắng đây. Đây, khi mà hết nước thì rơ le trên bình sẽ đóng, và điện từ dây màu đỏ sẽ cấp sang dây màu trắng và đi xuống ổ cắm. Còn cái chân ổ cắm còn lại là tôi đã cấp dây nguồn lạnh. Dây lạnh của cực còn lại là tôi sẽ cấp dây mát trực tiếp. Như vậy là tôi đã đấu ổ cắm của phao bơm tự động xong. Đây là ổ dành cho phao bơm tự động đây. Và hai ổ này luôn luôn có điện. Còn ổ này khi nào test hết nước thì rơ le trên phao sẽ đóng điện, sẽ cấp điện cho ổ này và máy bơm sẽ hoạt động. Đây là ổ cắm của phao bơm tự động nha các bạn nhé. Hiện tại là test nước đang đầy nên là tôi cắm máy bơm sẽ không chạy. Và đây, hai ổ cắm này đang có điện. Bây giờ tôi sẽ cắm cho các bạn xem. Đấy. Đấy, máy bơm nó kêu nhá. Đây. Sau này hai ổ cắm này, một ổ nó sẽ dùng để cắm máy giặt, còn ổ còn lại đây sẽ cắm bơm tự do, chủ động bơm theo yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ lên bình để test cho các bạn xem nhé. Đây, hiện tại là bình bình nước đang đầy nhá. Bây giờ tôi sẽ giật phao để kiểm tra cho các bạn xem. Đấy, như vậy là khi mà tôi ghi phao xuống thì điện đóng và nước đã bơm lên bình. Bây giờ tôi sẽ thả phao ra nhé. Máy bơm đã ngắt và nước đã dừng cấp. Khi mà nước hết thì hai quả phao này sẽ ghi và đóng rơ le
Đây, bây giờ tôi kéo nhá. Đấy, như vậy là nước đã bơm. Dơ le đóng và cấp điện cho máy bơm mà nước đã tự động bơm. Bây giờ tôi sẽ thả phao ra. À, khi nước đầy thì phao sẽ nổi lên và điện sẽ ngắt. Bơm sẽ ngừng cấp lên bình. Tôi thả phao cho các bạn nhé. Đấy. Như vậy là tôi đã đấu lắp phao bơm tự động cho máy bơm xong. Những ai chưa biết có thể xem để tham khảo. Chúc các bạn thực hiện thành công.